Chàng trai đổi hồn cho Jack biến cả ngôi nhà thành không gian trưng bày độc đáo. Thưa quý vị khán giả, dù bị bại liệt từ nhỏ, đã có lúc cuộc sống cận kề với cái chết, nhưng anh Đinh Đồng Giang đã nỗ lực vượt qua. Và có một điểm đặc biệt là anh cần mẫn nhặt lại những thứ đồ tưởng chừng như đã chết, đã bỏ đi để tái sinh cho nó một cuộc sống mới. Đó là tranh ảnh tiểu cảnh làm từ rác để lan tỏa lối sống xanh. Bạn nghĩ đây là rác thải, không còn giá trị sử dụng nữa và phải vứt bỏ. Anh chàng này không nghĩ như vậy. Tôi tên là Giang, Đinh Đồng Giang. Tôi ở Tử Nê, Tân Lãng, Lương Tài, Bắc Ninh. Sở thích của mình thì mình rất là thích tái chế và rất là yêu thích thiên nhiên. Tái chế thì mới đầu mình chỉ làm vui thôi, kiểu như sở thích của mình ấy. Xong mãi sau thì đến năm miền Trung bị lũ lụt thì mình thấy là môi trường rất là đáng quan tâm. Từ đó mình đã tận dụng các cái đồ mà gia đình nhà mình bỏ đi để tái chế lại, để sử dụng trong gia đình nhà mình. Ai ghé thăm cũng sẽ công nhận rằng căn nhà nhỏ của Đinh Đồng Giang như một triển lãm mini trưng bày các tác phẩm làm từ vật liệu tái chế. Dường như với bất cứ món đồ gì mà người khác bỏ đi, anh cũng có thể nghĩ ra một hình hài mới ấn tượng cho nó. Mới đầu là em lấy cái tài lịch, xong bắt đầu là em khắc họa bức tranh em đưa ra ngoài, xong bắt đầu em lấy lông gà em dán. Ở đây là bức tranh đá, ở đây là bức tranh thạch cuội, đây còn dây đồng, đây là những các cái linh kiện các thứ người ta cũ người ta bỏ thì em mới xin lại. Hai bức tranh này nó là bằng giấy xốp. Các cái mùa mà dạo hội hay là gì đấy thì người ta hay làm những các cái khẩu hiệu hay các thứ xong rồi người ta bỏ, em cũng xin lại. Đây là bức tranh cũng là lông gà, nhưng mà lông gà này là lông gà tơ. Nếu mà ưng ý thì là bức này với bức này. Tại vì bức tranh lông gà thì nó không có nhiều màu sắc như là những các cái chất liệu khác. Hơn 200 tác phẩm do mình làm ra. Các cái nguyên liệu của nó thì một phần là gia đình nhà mình bỏ, cái thứ hai là người ta tặng hay là mình xin được. Có nguyên liệu xong bắt đầu mình cứ hàng ngày mình nhìn vào nó, suy nghĩ xem là cái vật liệu này mình sẽ làm ra được những cái gì. Nên ý tưởng xong bắt đầu mình đã bắt tay vào làm. Những các sản phẩm của mình thì cũng có người muốn mua nhưng mà đa số là mình tặng. Hiện giờ trong làng thì cũng có rất là nhiều người ủng hộ mang tặng cho mình những các cái đồ bỏ đi của gia đình. Mình muốn là không phải là một mình mà mình muốn tất cả mọi người đều chung tay bảo vệ môi trường, bắt nguồn từ gia đình. Tại vì mình thấy nhà nào cũng có rác, chỉ cần như nhà mình một người tái chế thì đến nhà thứ hai cũng có, chỉ cần một người cũng tái chế thì cái lượng rác thải thải ra môi trường rất là ít. Chắc hẳn thứ Đinh Đồng Giang cần nhất lúc này là một không gian lớn hơn để trưng bày hết các tác phẩm trong tương lai. Phế liệu không hề xấu xí và vô dụng nếu chúng ta nhìn nó dưới con mắt tích cực và sáng tạo. Chỉ cần có tình yêu với môi trường nơi ta đang sống thì một thế giới xanh không phải là ước mơ quá xa vời. Vâng, quý vị khán giả thân mến, chia sẻ thêm với quý vị là từ nhỏ thì nhân vật Đinh Đồng Giang của chúng ta là bị bại liệt nên là bạn ấy không thể tới trường. Thế nhưng là với những nỗ lực thì sau khi mà được vật lý trị liệu thì hiện nay chúng ta có thể nhìn thấy tình trạng của bạn Giang đã khá hơn rất là nhiều. Có thể tự đi lại, di chuyển và có thể làm được những cái đồ vật tái chế rất là hữu ích. Và thêm một điều thú vị nữa là mặc dù không được đi học như vậy thì sẽ không biết đọc biết viết, đúng không ạ? Thế nhưng mà nhờ một điều kỳ diệu thì đến một ngày đẹp trời thì Đinh Đồng Giang đã có thể biết đọc biết viết, và tôi nghĩ rằng nó có thể là do là qua quá trình quan sát trong cuộc sống thì có thể ghi nhớ lại để từ đó thì có thể đọc và viết được. Và như vậy tôi nghĩ rằng là với cái cơ hội như vậy thì Đinh Đồng Giang có thể tiếp cận được với rất là nhiều những cái nền trí thức này, tiếp cận với internet này, và từ đó thì tham gia một hoạt động mà tôi nghĩ rằng là một cái hoạt động rất là bổ ích mà hiện giờ trong các nhà trường vẫn đang hướng dẫn các em nhỏ, đó là chúng ta sử dụng tối đa những cái vật liệu để có thể tái chế thành những thứ đồ có ích. Tôi nghĩ là thông tin mà anh Nghĩa chia sẻ rất là thú vị và nó cũng không có gì là khó hiểu đâu. Với những người mà có lẽ là người ta khuyết thiếu một chút về cái năng lực vận động ạ, thì cái óc quan sát và cái đôi mắt của người ta sẽ phát triển hơn. Cái cảm xúc của người ta nó lại phát triển hơn rất là nhiều, và từ đó thì có những cái năng lực đặc biệt đã được phát triển. Ví dụ như quý vị có thể nhìn thấy những cái tác phẩm ở đây chính là tác phẩm của nhân vật mà chúng tôi vừa nhắc đến ở trong chương trình Cà Phê Sáng.